Kính thưa toàn dân thiên hạ, em vừa mới khui hộp bánh này. Nhãn hiệu bánh rất nổi tiếng ạ. Lần đầu mua nhầm bánh riêu, cô gái phẫn nộ đăng video cảnh báo cộng đồng mạng. Cụ thể thì cô gái này mua một hộp bánh Costa về ăn. Dù đã check rất kỹ là bánh mới sản xuất vào ngày 6 tháng 6, 2023, nhưng đến khi bóc bánh ra thì... Em bóc 3 chiếc liên tục nhau, nó có cái màu kiểu cháy cháy, không giống với cái bánh cũ. Cái bánh cũ nó có màu vàng đẹp hơn luôn. Rõ ràng là nhãn hiệu quen thuộc, thế nhưng lạ lắm. Màu thì vàng hơn bình thường, mùi đậm hơn bình thường. Trên hộp vẫn ghi là vị bánh trứng, nhưng khi ăn vào lại vị như sô-cô-la mới quá đáng chứ. Bốc tận 3 cái mà cái nào cũng như nhau, khiến cô gái vô cùng hoang mang. Không lẽ một nhãn hiệu bánh nổi tiếng như thế này lại làm ăn gian dối, để bánh lỗi, bánh hư tràn lan trên thị trường sao ta? Nói thế thì chịu rồi chứ, biết sao giờ. Tuy nhiên, khi video được đăng tải, cộng đồng mạng đã khai sáng cho cô gái như sau. Chắc xưa giờ chị ăn bánh pha ke rồi, mua được hộp bánh riêu nên hơi bỡ ngỡ. Khổ, đang yên đang lành lại ăn phải bánh riêu, làm bị sốc quá. Ủa, tính ra bánh không bị sao cả, em mới bị sao á. Bánh này màu vị hơi cháy của vỏ caramel cà phê mà. Em có nhầm bánh trứng vàng không? Em nên bóc hết hoặc em nên đi mua thêm vài hộp nữa về bóc cho khỏi ngạc nhiên. Một số bạn còn an ủi kiểu: bạn có ổn không? Nói đi, nếu không ổn thì ra tín hiệu SOS nha. Rồi em có bị làm sao không bé? Có lẽ không phải kiếp nạn của cô gái, mà kiếp nạn của hãng bánh mới đúng. Tự dưng bị phốt mà với lý do không đỡ được nữa chứ. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào sau khi xem video? Hãy để lại comment bên dưới cho mình biết với nha. Xin cảm ơn sự quan tâm và theo dõi của tất cả các bạn. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký kênh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình nhé. Chúc các bạn thật nhiều sức khỏe và thật sự thư giãn với Tin Việt 2 phút. Xin chào và hẹn gặp lại.